Cùng với các địa danh du lịch nổi tiếng trong tỉnh đón chào du khách đến tham quan thưởng lãm, thì vườn hoa thành phố Đà Lạt được xem là điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách bởi biển hoa đa sắc mới lạ, khiến du khách say mê dù thời tiết không mấy thuận lợi do ảnh hưởng của mưa bão. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Số lượng du khách đến Đà Lạt chưa cao trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Thế nhưng vườn hoa thành phố Đà Lạt luôn có một lượng khách nhất định đến tham quan thưởng lãm vẻ đẹp của các loài hoa. Tại nơi được xem là xứ sở của các loài hoa nổi tiếng của thành phố hoa xinh đẹp. Với sắc màu đa dạng và phong cảnh tuyệt đẹp, vườn hoa đã thu hút những du khách theo nét riêng bằng vẻ đẹp kỳ diệu của hoa dị thảo. Em thì tìm hiểu vườn hoa Đà Lạt qua những cái kênh YouTube của các bạn review ở trên mạng ấy. Em thấy thì ở đây có rất nhiều loài hoa, nó rất là đẹp. Với lại là cái không khí ở đây nó khác với Sài Gòn, nó kiểu không kiểu tấp nập, với lại là không kiểu khói bụi như kiểu Sài Gòn nhiều. Nên lên đây nó có những cái trải nghiệm là không khí nó khác hẳn so với thành phố ấy. Với diện tích lên đến hơn 12 hecta, vườn hoa thành phố Đà Lạt là vườn hoa lớn nhất Việt Nam, hiện hữu hơn 100 loại hoa các loại. Đến đây du khách sẽ được trải nghiệm sự đa dạng của các mùa hoa Đà Lạt cùng những loại hoa quý hiếm từ trong nước đến phương Tây. Để giữ được không gian tươi mới với những loại hoa đặc sắc phục vụ nhu cầu tham quan của du khách, vườn hoa thành phố Đà Lạt luôn thay mới các giống hoa ngắn ngày cũng như chăm sóc kỹ lưỡng các cụm tiểu cảnh, không gian trưng bày các loại hoa để hoa khoe sắc đúng dịp. Bên cạnh đó chăm chút không gian sạch sẽ, thoáng đãng để tạo cảm giác thư thái dễ chịu cho du khách khi ghé thăm. Thì em cảm thấy là thời tiết hôm nay cũng khá là phù hợp, cũng bây giờ cũng mát để mình đi tham quan nơi đây ha. Hoa và ở đây thì cũng rất là tươi và đẹp, nói chung là có nhiều chỗ để chụp hình sống ảo. Em dự định là sẽ đi đến những khu hot để mình check in, mình đi uống cà phê hoặc là mình đi tham quan tới những địa điểm hot khác. Nói chung là cái không khí ở đây rất là mát mẻ. Một không khí rất là tự nhiên, mình cảm thấy nó mát cái kiểu mà tự nhiên á, mình thích điều đó. Với cảnh hoa nó đẹp. Nằm ngay trung tâm thành phố, thuận lợi cho du khách ghé thăm khi đến với thành phố hoa xinh đẹp này. Bình quân mỗi ngày, vườn hoa thành phố Đà Lạt đón hơn 1.000 lượt khách tham quan. Với vai trò của mình, vườn hoa thành phố luôn sưu tầm các loại hoa giống mới cũng như gìn giữ các giống hoa bản địa đặc trưng của Đà Lạt, xây dựng một không gian thơ mộng, ngập tràn sắc hương nhằm thỏa mãn lòng đam mê yêu hoa của du khách mỗi dịp ghé thăm.